Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ về việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên dương câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến vì có thành tích giành ngôi Á quân giải hạng nhất quốc gia. Người dân thôn Phúc Tá, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi gặp khó khăn trong sản xuất nông nghiệp vì kênh tiêu nước bị chặn. Đầm Dạ Trạch, huyện Khoai Châu bị ô nhiễm ảnh hưởng đến mỹ quan và phát triển du lịch. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 30 tháng 10, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đến nay, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp đến hết nhiệm kỳ, cùng dự có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Đến tháng 6 năm nay, huyện đã có 16 trên 21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch mục tiêu đại hội đề ra. Điển hình là về tăng trưởng kinh tế, số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách. Một số chỉ tiêu dự kiến đến năm 2020 sẽ đạt. Riêng chỉ tiêu về tăng trưởng ngành nông nghiệp sẽ khó đạt. Nguyên nhân chính do diện tích sản xuất bị thu hẹp để dành đất cho phát triển công nghiệp. Hàng năm trung bình có 49,5% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và 85,5% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng đề bạt bổ nhiệm cán bộ thực hiện kịp thời, đảm bảo công khai dân chủ, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng tiếp tục được quan tâm coi trọng. Thực hiện nghị quyết Trung 6 khóa 12, toàn huyện giảm cấp phó được 15 người, trưởng ban dân vận huyện ủy, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. 14 trên 17 xã thị trấn thực hiện bí thư đảng ủy, đồng thời là chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Có 2 xã phó bí thư thường trực đảng ủy, đồng thời là chủ tịch Hội đồng Nhân dân. 2 xã bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng cấp. Sau khi sắp xếp, số người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm 76 người, giảm 156 chi hội đoàn thể. Đại diện các ban sở ngành của tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ làm rõ những nội dung trong báo cáo, đồng thời nêu một số giải pháp để huyện lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng từ nay đến hết nhiệm kỳ. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng trong thời gian qua của huyện Yên Mỹ. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế của mình, quan tâm phát triển giao thông, thực hiện tốt quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng đô thị công nghiệp dịch vụ gắn với xây dựng và phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, xây dựng các thiết chế văn hóa, khu vui chơi giải trí. Tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải quyết đơn thư của công dân, quan tâm đào tạo lao động, chăm lo sức khỏe, đời sống, văn hóa tinh thần cho nhân dân, phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, huyện trở thành thị xã trực thuộc tỉnh, đồng chí nhấn mạnh. Phải phát huy được tốt nhất lợi thế tiềm năng của Yên Mỹ. Lợi thế được nghĩa là gì? Là tới đây là hạ tầng giao thông phát triển một cách rất mạnh mẽ, có nhiều cái đột phá hơn nữa, và từ giao thông thì nó mở toàn cái lợi thế của nhiều hơn nữa, nó mở ra thêm nữa. Cho nên là Yên Mỹ tới đây phải làm sao mà thực hiện tốt cái quy hoạch và hướng tới là Yên Mỹ là gì, là phải là đô thị, dịch vụ và công nghiệp. Phát triển đô thị thì phải có một tỷ lệ nhà xã hội, chứ không phải chỉ có mỗi câu chuyện là phát triển công nghiệp là có nhà công nhân, mà xây dựng đô thị cũng phải có nhà công nhân, có nhà sau. Quy hoạch được đường của hai bên đường gom của đường năm cao tốc từ Văn Giang đến hết Ân Thi sang Bình Giang, hai bên đường gom đó phải mở rộng quy hoạch tối thiểu phải được 10m. Trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, huyện cần gắn với nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước các cấp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra tiến độ thi công một số tuyến đường giao thông, khu cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, đồng chí chỉ đạo và cho ý kiến điều chỉnh một số hạng mục công trình dự án để đảm bảo mỹ quan và hiệu quả sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về thực hiện phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Tham gia vào phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Phúc thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đề cập đến tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng nghiêm trọng, khiến từ thở đến uống và ăn đều trở nên nguy hiểm. Không có kỳ tiếp xúc cử tri nào, vấn đề ô nhiễm môi trường không được đề cập. Vấn đề mà cử tri Hưng Yên lo lắng và gửi kiến nghị đến Quốc hội là việc hệ thống sông Bắc Hưng Hải đang ở mức ô nhiễm nghiêm trọng. Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên đã tiến hành lấy mẫu của 456 mẫu nước mặt, phân tích 7.388 chỉ tiêu, thì kết quả có 448 trên 456 mẫu vượt quy chuẩn và 1.922 trên 7.388 thông số phân tích vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Hàm lượng chất ô nhiễm diễn biến phức tạp và có đặc biệt tăng cao vào mùa khô. Theo đại biểu, hệ thống sông Bắc Hưng Hải bắt đầu phục vụ cung cấp nước tưới tiêu sinh hoạt, nhưng hiện phải chịu thêm chức năng tiêu thoát nước thải công nghiệp và đô thị. Đầu nguồn hệ thống lại phải tiếp nhận lượng nước thải lớn từ thành phố Hà Nội qua sông Cầu Bây. Đại biểu cho rằng, việc xử lý tình trạng này phải mang tính liên vùng, liên tỉnh. Tôi kiến nghị một số nội dung sau. Thứ nhất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có chính sách khuyến khích phát triển ngành công nghệ kỹ thuật, xử lý chất thải phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính, bảo vệ môi trường và chế tài bổ sung đảm bảo đủ răn đe, ngăn ngừa vi phạm. Hỗ trợ kinh phí trung ương cho địa phương đầu tư lắp đặt, vận hành các trạm quan trắc môi trường xung quanh tự động liên tục, xây dựng hệ thống trạm bơm giúp lưu thông nguồn nước với hệ thống sông Hồng. Thứ hai, kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm triển khai thực hiện đề án bảo vệ môi trường sông Bắc Hưng Hải, đề xuất giải pháp tổng thể giữa các địa phương trong việc bảo vệ môi trường của hệ thống sông, xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng nước sông Bắc Hưng Hải, chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thống nhất cơ chế quản lý việc xả thải, cấp phép, xả nước thải cho các nguồn thải vào hệ thống sông, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường sông Bắc Hưng Hải. Thứ tư, kiến nghị với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đẩy nhanh xây dựng và đưa vào vận hành các công trình xử lý nước thải đô thị trên địa bàn quận Long Biên và khu lân cận, kiểm soát chặt chẽ nguồn xả thải tại cống Xuân Thụy và hệ thống sông Cầu Bây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ tuyên dương câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến giành ngôi Á quân giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2019. Đến dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Là đội bóng có cầu thủ thuộc độ tuổi trung bình trẻ nhất mùa giải năm 2019. Đầu mùa giải, câu lạc bộ Phú Hiến chỉ đề ra mục tiêu nằm trong top 5. Kết thúc 22 vòng đấu, đội bóng Phú Hiến xuất sắc giành ngôi Á quân với 40 điểm sau 11 trận thắng, 7 trận hòa và chỉ để thua 4 trận. Các cầu thủ ghi được 37 bàn thắng, tiền đạo Xuân Nam ghi được 14 bàn và trở thành vua phá lưới của giải. Bên cạnh đó, Phú Hiến còn có nhiều cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30. Tại lễ tuyên dương, lãnh đạo Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ BVF, Công ty Cổ phần bóng đá Phú Hiến và Ban huấn luyện câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến hứa trong thời gian tới sẽ không ngừng cố gắng nỗ lực tập luyện thi đấu cống hiến để không phụ lòng mong mỏi người hâm mộ xứ Nhãn nói riêng và cả nước nói chung. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng biểu dương thành tích mà câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến đạt được trong mùa giải vừa qua. Đồng chí cũng mong muốn các cầu thủ không ngừng rèn luyện phấn đấu, tiếp tục tỏa sáng, làm hết sức mình để xây dựng đội tuyển đạt được những thành tích to lớn hơn nữa trong thời gian tới.
Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 30 cá nhân là ban huấn luyện và các cầu thủ đội bóng đá Phổ Hiến. Sáng nay tại xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, Hội Nông dân tỉnh tổ chức khai giảng lớp kỹ thuật trồng và chăm sóc cây có múi cho hội viên Hội Nông dân xã Nhật Tân. Tham gia lớp học có 35 học viên. Trong thời gian đào tạo 6 tuần, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về trồng và chăm sóc cây có múi. Trong đó, có thời gian thực hành ngay tại vườn. Qua đó, các học viên sẽ tận dụng nhanh các kiến thức đã học vào thực tế. Được biết, trong năm 2019, Hội Nông dân tỉnh mở 4 lớp, trong đó 2 lớp kỹ thuật trồng phòng trừ sâu bệnh cho cây dưa và cây bí xanh tại xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động và xã Bé Sậy, huyện Ân Thi. 2 lớp kỹ thuật trồng và chăm sóc cây có múi tại xã Nhật Tân và xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ. Nhằm hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, nâng cao hiệu quả canh tác nông nghiệp, thời gian qua huyện Phù Cừ đã khuyến khích bà con nông dân tích tụ được hơn 600 ha đất ruộng trũng, cây lúa kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm và nuôi thả thủy sản. Trong đó, tích tụ phục vụ cho trồng trọt trên 500 ha, chăn nuôi 25 ha, thủy sản 28 ha. Một số địa phương có diện tích chuyển đổi nhiều như xã Nhật Quang 257 ha, Minh Hoàng 103 ha. Các diện tích này phần lớn được quy hoạch chuyển sang trồng các cây lâu năm và nuôi thả thủy sản với quy mô lớn. Xuất hiện một số mô hình tích tụ do hợp tác xã nông nghiệp đứng ra tổ chức sản xuất theo mô hình Việt Gáp như hợp tác xã thủy sản Hưng Phát xã Quang Hưng, hợp tác xã An Thịnh Phát xã Tống Chân cho thu nhập mỗi năm trên dưới 1 tỷ đồng. Việc tích tụ ruộng đất giúp giải quyết được tình trạng nông dân bỏ ruộng canh tác kém, phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, liên kết cánh đồng mẫu lớn sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Được thị trường ưa chuộng lại cho hiệu quả kinh tế cao, nên những năm gần đây trên địa bàn thành phố Hưng Yên nhiều hộ dân đầu tư giống nhà lưới để trồng hoa lan. Hoa lan được các hộ dân trồng rải rác ở xã Hồng Nam, Hồng Châu, Tân Hưng, Phương Triệu. Nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng, mỗi hộ có từ 1.000 đến 3.000 mét vuông nhà lưới trồng các giống như phi điệp, hoàng nhạn, bạch nhạn, tai châu. Trung bình mỗi cây có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Mỗi mầm hoa có giá từ 150 đến 300.000 đồng, thậm chí có mầm lên tới cả triệu đồng tùy từng giống lan. Do nhu cầu tiêu thụ lan rất lớn, cộng với công nghệ phát triển, nên những hộ trồng lan thường bán hàng online qua mạng và được các thương lái người chơi đến tận vườn thu mua. Trừ chi phí, 1.000 mét vuông trồng lan thu lãi bình quân trên 100 triệu đồng một năm. Tuy nhiên, người trồng phải có vườn và đầu tư kinh phí mua giống, làm nhà lưới, lắp sàn, hệ thống phun tưới tự động và đặc biệt là phải có kinh nghiệm trồng và chăm sóc từng loại lan. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, đường dây nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên nhận được phản ánh của 8 hộ dân thôn Phúc Tá, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi về việc gặp khó khăn trong việc sản xuất nông nghiệp vì không có kênh tiêu thoát nước. Theo đó, hơn 5 mẫu canh tác nông nghiệp của 8 hộ làm đơn trên thuộc vùng trũng nhất của thôn Phúc Tá, nhưng nhiều năm nay không có mương máng tiêu thoát nước. Những năm trước đây, các hộ thuộc khu vực tổ làn vẫn phải làm đường dẫn tiêu thoát nước nhờ, nhưng hiện đã bị đắp chặn lại. Vì không tiêu thoát được nước nên đây là khu vực duy nhất của địa phương đến nay vẫn chưa cày ải được. Máy gặt đi thì là người ta gặt 100 thì chúng tôi phải 120 thì máy gặt mới xuống, mà máy cày chúng chỉ chạy được một lượt xong còn vợ con là cứ phải ra cào cấu để cấy. Thế là không thể cày ải được. Mà chiêm thì lầy, mùa cũng lầy, ảnh hưởng năng suất. Người ta 2 tạ thì chúng tôi chỉ được 1 tạ mới tạ mốt thôi. Thế mà như thế hàng năm chúng tôi đã đề nghị hết các cấp từ thôn cho đến cấp xã làm cả đơn đề nghị với các vị nhưng các vị không năm nào giải quyết. Làm việc với đại diện Ủy ban Nhân dân xã Tân Phúc và cán bộ thôn Phúc Tá được biết, từ năm 2003, sau khi dồn thửa đổi ruộng, địa phương đã để lại diện tích làm mương máng tiêu thoát nước. Nhưng do các hộ tự lấp, lấn chiếm, dồn đổi cho nhau, sau khi có kiến nghị của một số hộ dân, xã Tân Phúc đã tổ chức đo lại diện tích đất nông nghiệp của các hộ tổ làn. Kết quả, nhiều hộ có diện tích dư thừa, hộ thấp nhất cũng 30 mét vuông, hộ nhiều lên tới hàng trăm mét vuông. Chúng tôi đã có giải pháp là điều tra lại xem cái máng thoát nước của các hộ sau khi dồn đổi thửa năm 2003 có chưa. Thì sau đó các hồ sơ còn lại đến bây giờ thì diện tích làn đó đã có máng thoát nước mà địa phương đã giành lại diện tích
để làm thoát nước cho các hộ đó. Sau khi các hộ đó đã thỏa thuận với nhau đấy, là dồn lại cho một hộ ở cuối cùng đấy, một sào 360 m² đấy, thì để lại sau này làm máng thoát nước đó không ảnh hưởng gì đến diện tích chính, diện tích 03 của các hộ đó. Thì qua một thời gian thì các hộ đã không thực hiện cái máng thoát nước đó, đến bây giờ đấy, là ách tắc. Được biết, thôn Phúc Tá sẽ tổ chức họp dân bàn phương án hợp lý nhất trên quan điểm giải quyết dứt điểm việc làm kênh mương tiêu thoát nước trong tháng 11. Theo đó, những diện tích dư thừa sau khi đo đạc lại, các hộ sẽ phải trả lại cùng với thôn xã hỗ trợ một phần kinh phí tiến hành làm kênh tiêu thoát nước để đảm bảo việc sản xuất nông nghiệp của bà con. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trên quốc lộ 39 đoạn qua khu công nghiệp Phú Nuôi B hiện đang xuất hiện tình trạng đốt trộm rác thải công nghiệp chưa qua xử lý, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và cuộc sống của người dân. Đây là bãi tập kết rác tự phát nằm trên quốc lộ 39 tại khu công nghiệp Phú Nuôi B thuộc địa bàn thị xã Mỹ Hào. Theo quan sát, có gần 50 chiếc bao tải bên trong chứa các hạt nhựa trắng được đem ra đốt, kèm theo đó là mùi khét của rác thải nhựa. Trong thành phần của rác thải nhựa có chứa khí carbon và hydro. Hai hỗn hợp này khi bị đốt sẽ thải ra môi trường khí rất độc hại cho con người. Bên cạnh đó, khói đen mù mịt làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của các phương tiện lưu thông qua lại. Được biết, rác thải nhựa được đốt từ 15 giờ đến 17 giờ chiều. Hiện chưa xác định được gần 50 chiếc bao tải nhựa này do doanh nghiệp nào đổ và đốt trộm. Trước tình trạng trên, đề nghị cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp xử lý triệt để, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đầm Dạ Trạch, xã Dạ Trạch, huyện Khoai Châu, gắn liền với truyền thuyết trừ đồng tử Tiên Dung là căn cứ chống giặc của Triệu Việt Vương và nghĩa quân Bãi Sậy. Tuy vậy, hiện nay đầm đang bị ô nhiễm nghiêm trọng từ nước thải của các hộ chăn nuôi. Đầm Dạ Trạch là một hồ nước lớn ở thôn Yên Vĩnh có diện tích trên 5 hectare. Do nằm sát chân đê, vì vậy đã tạo cho không gian ở đây thoáng đãng, yên bình. Đặc biệt, đầm Dạ Trạch còn gắn liền với truyền thuyết trừ đồng tử Tiên Dung là căn cứ chống giặc Lương của Triệu Việt Vương năm 545, nơi khởi nghĩa của nghĩa quân Bãi Sậy chống thực dân Pháp. Ngày nay, mỗi dịp lễ hội Đa Hòa Dạ Trạch, đầm Dạ Trạch còn là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa. Mặc dù vậy, những năm gần đây, đầm Dạ Trạch bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến mỹ quan và cuộc sống của người dân xung quanh. Nguyên nhân do khu vực xóm giáp chân đê có 5 hộ chăn nuôi bò sữa với gần 100 con thường xuyên xả nước thải và phân trực tiếp ra hồ. Vì vậy, xung quanh hồ đã hình thành các cuồng phân dày hàng mét, gây mùi khó chịu và làm cho cá chết hàng loạt. Cá năm nào cũng bị chết, không được thu hoạch gì cả. Vừa rồi tôi chết mất độ khoảng 6 tấn, toàn bộ là cá trô Ấn Độ. Thiệt hại của tôi thì ước tính nó vào khoảng 180 triệu đồng. Chủ yếu là nước thải sinh hoạt của dân của một nửa làng Vĩnh chảy ra một phần. Những cái cơ bản nhất là vẫn là cái nước thải của 8 hộ chăn nuôi bò sữa trong làng, thì đặc biệt là có 5 hộ trong rìa bờ đê dọc theo bờ đầm này xuống, thì toàn bộ là họ xả thải trực tiếp xuống đầm luôn, không có qua xử lý gì cả. Ngày nóng nắng thì nó hôi lắm, nhất là bà con tập thể dục thì ai cũng phải kêu bốc mùi, nó bốc mùi kinh khủng luôn, mà nó thải ra cái bãi ở rìa đầm, chứ cái hộ dưới chỗ chăn ấy, nó thành một cái bãi như bãi cát luôn. Để đầm Dạ Trạch trở lại là điểm tâm linh, là hồ nước trong lành phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, chính quyền địa phương cần có biện pháp chuyển các hộ chăn nuôi ra ngoài khu dân cư hoặc yêu cầu các hộ này có biện pháp xử lý chất thải, nước thải, bảo đảm trước khi xả thải ra môi trường. Nhằm giúp các gia đình người có công và hộ nghèo trên địa bàn huyện an cư lạc nghiệp, yên tâm phát triển kinh tế, vừa qua huyện Phù Cừ đã triển khai hỗ trợ kinh phí xây nhà mới cho 100 hộ nghèo và người có công. Toàn huyện có 42 gia đình người có công và 58 hộ được hỗ trợ xây nhà mới với kinh phí hỗ trợ là 80 triệu đồng một ngôi nhà. Trong đó, hai xã Tống Phan và Đỉnh Cao có số hộ được hỗ trợ nhiều nhất, mỗi xã 15 hộ. Hiện đã có 40 ngôi nhà được xây dựng xong, 60 ngôi nhà đang trong quá trình hoàn thành. Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 11, các gia đình sẽ được nhận toàn bộ số tiền hỗ trợ. Cụ thể, hội tán trợ tình người hỗ trợ 30 triệu đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, ngân sách huyện và nguồn xã hội hóa hỗ trợ 20 triệu đồng. Thời gian qua, câu lạc bộ chống hội thôn Phúc Thọ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang luôn tích cực tham gia vào các hoạt động văn nghệ tại địa phương.
Câu lạc bộ chống hội thôn Phúc Thọ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang được thành lập từ năm 2017 với 30 thành viên cả nam và nữ, tuổi từ 30 đến 50. Với tổng số 3 trống cái, 1 chiêng đồng và trên 30 quả trống con, trong các buổi biểu diễn, tiếng chống hội Phúc Thọ dứt khoát, âm vang, thể hiện sự hùng tráng của dàn trống. Hiện hội đã tập được 5 bài trống cơ bản, mỗi bài khoảng 5 phút. Ngoài phục vụ các dịp lễ Tết, hội trống còn biểu diễn trong các sự kiện chính trị ở địa phương. Mỗi lần tập hay biểu diễn, đội trống đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ bà con nhân dân. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.